Mình đã có mặt ở ga tàu Băng Xua nha mọi người. Không biết phát âm có đúng không? Nói không xíu rồi. Dập mặt xuống đau quá. Chẹo chân. Gì đây? Đây là đi Bangkok gì mà đây. Này, mình đã mua vé rồi. Nhưng bây giờ chỉ cần đi vô bên trong tìm ga khởi hành thôi, mà không biết đi sao hết trơn nữa. Excuse me, how can I go this way? Oh, inside. Inside. Just go inside. Yeah. Yeah. thank you. Number 5. Yeah. And go from number 5 directly inside. Yeah, cross to the road. Yeah. Yeah. Thank you, cảm ơn ha. Đấy, vậy đi thôi. Đâu số 5 đâu, sao không thấy ra? Thấy số 3. Số 4. Ồ, đây là bán đồ ăn mọi người. Thì bán mấy cái quán tạp hóa nhỏ hết đó. Vậy là ai mà tới đây chưa ăn chưa gì đó thì có thể tạt vào trong đó ăn nha. Số 5 đâu rồi nhỉ? À đây. Đi qua cái bảng số 4 thì bây giờ mình tới bảng số 5. Con chó to khủng khiếp luôn á. Đấy. Đi nhanh nha. Tàu tới nữa. Nắng quá. Mọi người thấy không? Nắng quá trời này. Wow, cái ga tàu mà bự dã man luôn đó nha. Khủng khiếp. To gấp mấy lần cái sân bay của mình luôn đó mọi người. Kinh dị thiệt. To dã man luôn ý. Vậy đi vào rồi. Qua trong này mát ghê luôn á. Mát dễ sợ. Đây. Mà cái này nó rộng quá à. Để mình hỏi thử xem cái vé của mình nó giờ ở đâu. Excuse me, how can I ask where my departure station? Platform 7 or 8 gate E. Dunkin Donut and Toon, right? Uh, you will see zone E. 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 Yeah. Yeah. And uh, open gate about 20 minutes before. Yeah. And please listen to number the train 45. Yeah. Yeah. No, this is e-ticket. Can I need to change the paper ticket? They already e-ticket. Yeah, it's okay. It's okay. In your phone. Yes, thank you. Cảm ơn cả. Wow, cái bến tàu này nó đẹp quá, mới kiến luôn, rộng ơi là rộng quá. Mà bên trong hả, điều hòa mát rùi rượi luôn đó mọi người. Xung quanh là có mấy cái sạp đồ ăn nhỏ này nè, bán đồ ăn đó. Trời ơi, siêu to khủng khiếp luôn, chứ không phải là to bình thường đâu mọi người. Mình có đứng ở cái cửa, mình đi vào từ cửa số 5 đó, mà nguyên một cái phần khu bên này thôi mà mình thấy đã siêu rộng rồi. Thì mọi người quầy đợi rất phải mấy quầy, mấy khu vực đợi để luôn, đợi tàu luôn đó. Chứng tỏ là cái sức số lượng mà khách mà đi du lịch bằng tàu hoặc là người dân sử dụng bằng tàu ở Thái Lan rất là lớn luôn. Đường đi lên tàu này giống kiểu tàu điện ghê luôn á, xây dựng quá là trời đẹp luôn. Đây. Rộng khủng khiếp luôn ý. Thì lúc nãy như mình được hướng dẫn thì cỡ gần 20 phút mà tàu bắt đầu khởi hành thì mình đứng ra cửa rồi mình lên tàu thôi. Đông ghê luôn. Thì cái nhà ga đợt bữa mà mình ở video số 3 hay là video số 4 là kênh của mình đó mọi người, là ga đó là ga cũ rồi,
bây giờ mình cũng biết là có hoạt động hay không nữa. Còn cái tàu này mình mua đặt trên mạng này thì được hướng dẫn là tới đây. Thì hôm nay mình sẽ đi tàu từ Bangkok đi tới Malaysia nha mọi người. Đây, để xem ở chặng tàu này bán được gì nha. Can I have one Coke please? The bottle one or the can one? I want the bottle please. Yes. Ê, có giá dán ở đây luôn đó mọi người. Nên thành ra là cũng không có nói thấp gì đâu. Thank you. 50 baht là bao nhiêu ta? 35.000. Thank you. Trời ơi, đi xếp cái hàng mà nó dài. Từ đầu kia cho đến đầu này, đứng ra tới cửa luôn đó mọi người. Ghê vậy trời. คันที่สองตุ๊กไปทางรถสีเหลืองโอ้ thank you รอๆๆ trời ทำไมต้องกับกราฟ quá vậy nè đây hả ba hả ba ta số 3 vậy mà vé thì ghi là số 2 hả sorry excuse me number okay thank you là đâu ta? 34 gì đấy? Trời, không biết đặt luôn á. 30. 40 à? Đâu nhỉ? Đây. 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 Ủa tự nhiên không được ngồi là sao? Ngồi xuống chứ. Đây là chỗ ngồi của mình. Trên đây sẽ là cái chỗ ngồi của mình đó mọi người. Cũng rộng quá hen, ngồi được 2 người đó. Cái chỗ đựng nước nè. Ghế đối diện. Mà vé của mình á, là vé giường nằm đó mọi người. Nên thành ra là sẽ ở trên đây. Tí nữa là chắc họ mở ra đó. Còn lại không có gì đặc biệt hết. Có quạt nhưng mà họ đã bật điều hòa rồi nên không có gì vẫn mát. Mát mà lạnh ngắt luôn á. Mình đói quá trời quá đất luôn đó mọi người. Chịu hết nổi rồi nên thôi mình phải đi kiếm cái nhà ăn mới được. Đây là khoang ngồi hay sao á. Cẩn thận đổ trúng đầu các em. Nhà ăn đâu đó. Sợ là ghế
chết luôn đấy. Excuse me, this is how much? How much is it? Why can't you buy? Huh? Okay. Không thể giả đâu hết. À, 190. Ở trong đó có đồ ăn, súp, nước uống. Trong menu quá thì mình thấy có cái đùi gà mà sao ở đây không thấy cái đùi gà đâu hết trơn á nha. Sao toàn là cái sợi gì á, chắc là sợi thịt gà hả? Có hai miếng thơm, hai miếng há cảo, một bát canh với lại một kia chai nước cam này. Thì tổng hết set này là 190 bạt đó. Cỡ gần 140.000 Việt Nam á mọi người. Nhưng mà lừa đảo quá không? Thấy kỳ cục quá không? Cũng không tìm được cái hình trên menu. Có cái đùi gà, cái này không có đùi gà. Thôi mình ăn nha. Có thêm một bì nước mắm này mà mọi người. Lâu ngày quá à, chưa ăn nước mắm thì chiên thiệt nước mắm ghê luôn. Để anh uống thử cái nước cam này. Nước cam này giống nước cam đóng hộp ít thịt thơ á. Không có gì đặc sắc hết. Để ăn thử mấy cái khác xem thế nào. Hình như á, trong hình á, là thịt heo, thịt gà, đùi. Nhưng mà ở đây là họ làm sợi nó nhỏ ra rồi, xé sợi thịt gà ra rồi đó. Gà cà ri hơn nha. Mà một cái cơm này nó cay quá à. Quá trời ớt luôn đó mọi người. Một đùi ớt luôn. Cay quá đi. Ở đây có một cái túi. Mình bỏ trà sữa mình mới mua trong đây. Cái gì đây? Ủa ngoài bật đèn đó. Hư rồi. Không có làm được gì hết. À, kéo túi lên đây. Cái gì đây? Hư luôn. Kéo này vô. Để
bên đây xong bên đây thì mình để được tới đây. Để vừa được cái thân mình là hết, khá là nhỏ mọi người. Nhưng mà nếu mà hàng tầng dưới thì chắc là rộng hơn, mình lấy tầng dưới rộng hơn rất là nhiều luôn. Nên là có thanh đai này, nếu mà để cho nằm á đỡ rớt xuống mọi người. Nằm mắt vô không bị rớt xuống. Còn đây là chăn mà được phát cho mọi người. Thật sự ghê không? Xin trai vua từ năm 1934. Ui là vậy là mỗi cái khác một đợt đó là được đóng gói giặt giũ cẩn thận hết chưa. Tất cả các Google với ghế khác mọi người đi ngủ hết trơn. Có mình với lại giường đối diện là bây giờ mới xếp giường ra ngủ rồi.